nói tiếp này. Tôi gần tộc Bái Kinh, như là tôi là giống phiên là nuôi tử ở về suối cả Cẩm Lương. Thế là cùng bài ở tại đến suối cả, như là tôi gần là tộc một kiến kinh mẫu là văn đới. Hôm nay Đức Mẫu truyền kinh cứu khổ, hỡi chúng sinh bớt chút thời gian, muốn cho khỏi vận cơ hàn, muốn cho bớt cả ức oan nỗi oan ở đời. Hỡi chúng sinh nghe lời Mẫu dạy, hãy sống cho đúng đạo làm người, đừng ham của cải chơi vơi, ăn rồi phải trả gấp mười không sai. Ăn rồi giàu chỉ nhất thời, đời này chơi hết trả mười, đời sau ta quên bảo cùng nhau hôn sớm, sống chính chuyên đạo lý làm người. Đời này tiếng khóc, đời sau tiếng cười, hay khi những kẻ ăn người làm không ăn có để rồi hại dân. Đó là những kẻ bất nhân, nợ này phải trả đồng lần quan nơi. Nay kinh Mẫu dạy chuyển đời, ăn ở đúc độ phần trời chúng tâm. Thấy người khổ ai chầm luôn, quan nơi bất chúc lương tâm cho người. Thấy người điên dại chớ cười, người cần giúp đỡ ta thời sẵn tay. Thấy người già yếu qua cầu sẵn tay, đoán rước ơn đau sánh bằng. Dù cho gian khó nhọc nhằn, ta vẫn chính đạo đừng quên, ta vẫn chính đạo đừng quên của người. Thấy người đói rách tơi bời, dù một lưng gạo cho người cũng hay. Đó là số phận ăn mày, đó là số phận ăn mày, chẳng ai mong muốn ăn mày. Ăn xin thật thà cũng Phật bà chứng giám Mẫu dành phần cho, đừng như những kẻ giả đò ở đời đâu có thước đo được lòng. Đó là đối với người trần, Phật trời đo cả được lòng quan ơi. Ăn rồi phải trả gấp mười không sai, tham rồi giàu có nhất thời, đời này chơi hết trả mười, đời sau ta khuyên bảo cùng nhau hôn sớm, sống chính chiên đạo lý làm người. Đời này tiếng khóc, đời sau tiếng cười, hay chi những kẻ ăn lười làm không ăn có để rồi hại dân. Đó là những kẻ bất nhân, nợ này phải trả đồng lần quan nơi. Nay kinh Mẫu dạy chuyển đời, bất nhân bất nghĩa trời đầy xuống hang, ác ơn vàng sẽ được trả vàng, vô nhân đừng có tham lam kêu trời. Của làm phải đổ mồ hôi làm không ăn có để rồi, của làm phải đổ mồ hôi làm không ăn có là người hôi tanh. Vậy nên con phải tu nhân, đừng như những kẻ hôi tanh lỗi lầm, sau này có phúc có phần. Phật bà chứng giám Mẫu dành phần cho, đừng như những kẻ giả đò. Mồm thì niệm Phật, tâm thì hiểm sâu, như vậy ý nghĩa gì đâu. Thả rằng đốt mát Phật trời xá cho, cơ hương trầm thơm khắp thơm ngát mười phương. Quan ơi hay chuẩn mùi thơm hương trầm, đừng nên xa ngã lỗi lầm. Dù rằng nghèo đói cũng không sai đường, thấy người sơ sát phải thương. Đói thưởng cho mặc ăn đói thời, thấy người sơ sát thấy thương, quay thường cho mặc ăn. Thấy người khổ ải trầm luôn, quan ơi bớt chút lương tâm cho người. Thấy người chân dài chớ cười, người cần giúp đỡ quan thời sẵn tay. Thấy người già yếu qua cầu sẵn tay, vẫn rất ơn đau sánh bằng. Dù cho gian khó nhọc nhằn, ta vẫn chính đạo đừng tham của người. Thấy người bé rách tơi bời, dù một lưng gạo cho người cũng hay. Đó là số phận ăn mày, chẳng ai mong muốn ăn mày. Ăn xin giúp họ là của để dành, sau này trời Phật để dành phần cho. Giúp họ là của để kho, mai kia vận hạn Phật cho lại mình. Ở đời có nghĩa có nhân, mới hồng có phúc được ăn lộc trời. Đừng như những kẻ vô loài, thương người như thể thương thân. Người ta lỡ bước khó khăn đến nhà, đồng tiền bát gạo mang ra của tí bé tí, nhưng mà nghĩa sau. Hỡi các quan hãy tu mau, kiếp này cự nhọc kiếp sau thành tài. Hãy nhân nhìn bao dung độ lượng, đừng tranh giành quên cả nghĩa nhân. Mười phần phải được chín phần, còn một phần nữa Phật trời chúng cho. Đừng như những kẻ giả đò, ở đời đâu có thước đo được lòng.
đó là đối với người trần Phật trời đó cả được lòng quan nơi. Trên thiên đã có Phật trời ác lại ác báo là nơi sự thường làm người ta phải biết thương. Đừng như những kẻ khinh thường làm kiêu thực lộc trời muốn ghét cho nhiều, nhưng mà bác nhạo ngoại điều chê bai muốn cho con cái thành tài. Tu nhân tích đức mới nên ngai vàng, tu thời tu ở tại tâm Phật khắp mọi miền, Phật ở quanh ta. Không phải khoác áo cả xa mồm niệm Di Đà mới gọi là tu. Hoa thơm thơm ở nhị hoa hương thơm một nén thơm đà khắp nơi. Người thơm để lại tiếng đời, lộc thơm tuy ít nhưng mà nó lâu. Văn thơm dù có một câu nhưng mà để lại biết sâu vẫn còn. Con ơi đừng có than dầu bớt ra một chút để mà tu tâm. Bao nhiêu lộc ở xa gần rồi đây mẫu sẽ dành phần cho con. Những ai mà đã có công Phật Bà Bồ Tát chấm công dành sau này con cái nên danh. Tức là Phật đã dành phần cho con, chủ cho cung cấm lầu xuân, tâm vẫn héo mòn sung sướng gì đâu. Vậy nên đừng có tham giàu nghèo mà tâm vẫn bình an hơn người. Hoa kia không sạch vẫn thơm, có nhị viện toàn một đóa hoa kinh. Con ơi cố gắng thiền kinh để cho muôn vạn chúng sinh được nhờ việc thánh. Con chớ hứng hờ thiền kinh cứu khổ mau thời độ cho. Chọn người có đức có tâm mẫu gửi tấm lòng thiền dạy chúng sinh, mẫu khuyên mẫu dạy tỏ tình để cho quan trẻ chúng sinh biết đường kinh này truyền khắp mười phương. Thập kinh tam bảo thập mà kinh tâm đạo chín phương độ trì, làm người cần nhất lương tri, có nghĩa có tình hiếu với mẹ cha, kính trên đường dưới thuận hòa cùng nhau xây dựng vinh hoa tỏ tường. Thương này thương khắp mười phương, quan ơi hay chọn quân đường mà đi. Đừng như những kẻ vô tri giả vờ căm điếc làm gì nên thân. Có nghĩa thì mới có nhân, cái nợ đồng nần quân không tránh được đâu. Thương quân mau nặng tâm sầu, mong sao quân trẻ tu mau lỗi lầm. Quan ơi một nén hương trầm, Phật trời chúng dám đâu cần mong to. Thương quan mẫu mới dặn dò truyền kinh cứu khổ đến cho mọi người. Kinh này truyền khắp mọi nơi, kinh của Phật trời truyền cứu nhân dân. Với chúng sinh khắp xa gần nghe kinh mẫu dạy muôn phần gắng ghi. Bây giờ khánh hội kỳ thi các quân cố gắng mẫu thời chấm cho. Trên thiên đã có Phật trời dưới thần thổ địa chúng chi lòng người. Ai mà ăn ở bất nhân thổ công thần táo tấu lên thiên đình. Vậy nên con phải học kinh để cho biết được luật trời biết thiên. Dù ai ăn ở đảo điên con cứ thạo hiền Phật mẫu chứng minh. Canh bốn thức dậy dâng kinh tam tòa tứ phủ anh linh độ trì. Con nơi tu ở tại gia vẫn được Phật Bà chấm điểm dự thi. Cũng như khánh hội khóa kỳ mẫu diệt mẫu lại chấm bài cho con. Mẫu đã trao hẳn bút xuân thì quan cố gắng cho lòng mẫu vui. Bây giờ lộc của lộc người, mẫu chọn một người truyền bút giáng kinh. Không phải kinh học một mình mà kinh truyền đến chúng sinh muôn loài. Kinh ứng tâm mẫu đà cho phép cứ truyền đi, không phải ngại ngần. Quan nơi cầm mực nãy cân, nếu quan ngại ngần kinh lại tồn kho. Sớ kia có hóa thành cho, sớ có bay đến tận tay Ngọc Hoàng. Kinh kia mẫu đã diệt xong, chuyển đi cho khắp mới hồng phúc lai. Thương quan mẫu mới sang tay, quan muốn thành tài làm đúng lời khuyên. Đây là đức mẫu thượng thiên, giáng kinh cứu khổ xuống miền trần gian. Hương thơm thấu tới tòa vàng, cho nên đức mẫu chữa chan lệ đầy. Thương quan mẫu dáng về đây trao kinh cứu khổ tận tay quân trần. Một là con phải ăn năn thuộc hết lỗi lầm từ trước đến nay, sau này thoát khỏi đọa đày mặc mấy từng địa ngục ai thay cho mình. Phụ nữ không nên ái tình bất lương bất chính là mình nhốt nhơ. Chứ hiểu con thờ cao nhất trong tâm. Chữ nhân nhắc lại nhiều lần, con phải ăn cần không được làm sai. Chữ phúc cùng với chữ lai, hai chữ cộng lại ai ai cũng cần. Chữ nhục là chữ lỗi lầm, con ơi xa lãnh môn phần được khen.
Con hãy tôn kính tòa sen là con ghi nhớ kinh này trong tâm Phật Bà Bồ Tát xoay tâm là hết lỗi lầm từ trước đến nay. Con ơi xa lánh muôn phần mẫu thương mẫu sẽ mở đường được khen. Con hãy tôn kính tòa sen là con ghi nhớ kinh này trong tâm Phật Bà Bồ Tát xoay tâm là hết lỗi lầm từ trước đến nay. Con ơi kinh sách đêm ngày bút xuân nó đã qua tay con cầm. Bầu trời có mấy vì sao bút xuân bao chữ máu đà cho con. Rồi đây mọi việc quân chuẩn chuyển kinh cứu khổ máu cho mở đường. Dù cho muôn vạn chặn trường hào quang sáng tỏ mở đường con đi. Bây giờ thánh hội kỳ thi các quan cố gắng được thi sổ vàng thương quan luật lệ chữa trăm. Máu phải tìm đường giải thoát cho con máu ti ở chốn lầu xuân. Nhưng mẫu sáng suốt các con ở trần quan nào khổ ải trầm luôn quan nào bất nghĩa bất nhân mẫu tường. Mẫu thương mẫu sẽ mở đường dù cho con hội chặn vừa chặn trường đấu không. Đời người như một dòng sông lúc trong lúc đục lúc vơi lúc đầy. Các quan tụng niệm lâu ngày để cho xả hết đắng cay nỗi niềm đấu lên mẫu thiên viên. Nay mẫu giáng xuống nơi miền trần gian chọn người tâm ngọc lòng vàng lòng tin mẫu gửi bút xoắn tay cầm. Con ơi một nén hương trầm không cần nghi lễ đầy mâm đâu mà tấu lên đền mẹ phụ cha tấu lên Phật Bà Bồ Tát Quan Âm để cho xóa hết lỗi lầm con sớm tu hành khỏi bị trầm luân. Sau này con có phúc phần rồi con sẽ được mười phân biện mười máu cho hoa lá cốt tươi rồi con dạng rỡ nụ cười như hoa bao nhiêu nạn khỏi tai qua. Không quản giận lệ nhạt nhòa trần gian các quan tâm ngọc lòng vàng để cho vết máu bình an tâm lòng. Thương quan mẫu giảng đôi dòng truyền kinh cứu khổ để lòng mẫu yên. Gian xin tấu tới thượng thiên động lòng thượng mẫu vua cha ngọc hoàng. Đổ cho quân trẻ bình an mẫu sẽ chỉ đường cứu khổ cho con. Tuy mẫu ở chốn lầu xuân lòng mẫu héo mòn vì chúng sinh quan. Vậy nên con phải học kinh nguyện tâm tu tỉnh để mình được tha. Thứ nhất kinh của chúa ba. Thứ hai kinh mẫu kinh cha phải thường. Học kinh là lệ sự thường. Học rồi phải biện những người xung quanh. Chim khôn đâu nỡ lìa cảnh. Người khôn đâu nỡ để ăn một mình. Mẫu thương muôn vạn chúng sinh. Mẫu muốn quây quần sum họp bên nhau học kinh phải thuộc lầu lầu ngày mai sum họp cùng nhau ăn làm. Thứ nhất quên hẳn lòng tham. Thứ hai trung hiếu ba là nghĩa nhân. Thứ tư kết năng nghĩa tri ân phải nhất một lòng không được đổi thay. Thứ năm tính nết thẳng ngay dù có vận hàn cũng không thay lòng. Thứ sáu làng xóm xung quanh cùng nhau giúp đỡ dưới trên khiêm nhường. Thứ bảy con phải biết thương những người đói rách những người bơ vơ những người ốm dắt trẻ thơ. Con nơi bút bớt chút lương tâm cho người. Thứ tám con chớ có cười những người điên dại những người lầm than. Thứ chín phải biết họ hàng cùng nhau một giọt máu đào sinh ra. Thứ mười ăn ở thật thà chính chuyên chuẩn đạo lánh xa ai tình. Nhưng ngày đăng chí thanh minh một nén hương trầm thắp tốn nghĩa trang để cho bày tỏ tấm lòng trách nhiệm người trần đối với người âm dù cho nghi lễ đầy mâm sắp ra rồi lại đầy mâm mang về. Thương quân mẫu dạy mọi bề mong sao con trẻ bộn về thuận vui mẫu thương vật lệ đầy với quân ơi ghi nhớ những lời mẫu khuyên. Đây là đức mẫu thượng thiên truyền kinh cứu khổ khắp miền gần xa. Mẫu về tấu với Phật Bà xin cho con được hải hòa tấm thân. Rồi đây quả đất xoay vần cái nợ đồng lần con phải tu mau dù cho cách mấy nhịp cầu. Con đừng quản ngại kiếp sau con buồn mặt trời còn mọc phương đông cái nợ đồng lần không còn tránh khỏi đâu. Dạ tôi xin tạm ngừng ạ.